Lúc anh hỏi lúc anh đóng phim giật chúng công anh á, cái anh hỏi xe trong tiệm mà lúc đó người ta báo anh là 44 triệu, để nó cha đóng phim xong là vừa đủ tiền mua chiếc xe luôn, đóng xong ra hỏi 70, bù thêm 25 triệu. Em cũng mua chẳng chạy cũng mua nó cũng lên nữa. Thành ra chiếc này bây giờ độ lên mấy trăm triệu vậy, và chiếc N thì bây giờ cho dù có giữ gìn cẩn thận và đẹp cách mấy thì nó cũng khoảng chừng 40-50 triệu rồi. Bây giờ mua này nó sáng xuống ha. Chào quý vị, hiện tại Đức Cương đang đi ra một hẻm của người Hoa. Ở đây là một khu vực quận 6 quý vị, sau lưng chợ Bình Tây. Hôm nay Đức Cương đến đây là để giao lưu với một bạn Đức Cương cũng quen biết ở hội xe cổ nhưng mà không có dịp nói chuyện và đã liên lạc qua Facebook. Và hôm nay Đức Cương ra thăm bạn ấy để còn xem bạn ấy có những chiếc xe gì để review thẳng diện giả nha. Cường tiếng Quảng có nghĩa là gì ta? Khoan. Cường là khoan, còn cương chắc khoảng. Chắc vậy quá, xem dấu. Hình như chữ cương qua tiếng tiếng Trung Quốc tiếng cương chưa có hỏi được, chưa phải cái hỏi người nào. Phải có người nào giỏi chữ á. Phải có người nào giỏi chữ quý vậy mới dịch được cái tên cương hơi khó. Cương là giống như chắc là dịch từ chữ cứng quá. Coi không? Đây là vô nhà thấy có một chiếc Scooby. Đây là một chiếc xe tay ga mini rất là dễ thương, phong cách cũng thể thao. Và chiếc này thì Tứ Cương cũng đã từng mua cho một người em ở dưới Long An. Chiếc xe này là lúc đó là thời điểm đó mua ở hai bánh.vn là 46.700.000, là cách đây đúng một năm á. Dạ. Chiếc này thì em mua bao nhiêu? Mua 58.000 đúng, 58 triệu đúng luôn anh. Trời trời, vậy là mắc hơn gần 12 triệu luôn hả? Dạ, điểm đó lần lên giá. Cái lúc mà vậy là cách đây khoảng 6 tháng phải không? Dạ đúng rồi. Lúc mà Vision mà đổ lên 60 mấy triệu luôn á. Dạ. Trời ơi, nó tùy thời điểm thôi ha. Dạ. Mà chắc hình như bữa nay xuống lại hả? Nó vẫn còn xuống đơn triệu anh. Nó vẫn 57 hả? Dạ, nhưng mà thằng Vision lại là tù. Đồ Vision thì rẻ lắm, Vision bữa nay còn có ba mấy à. Chúng ta sẽ vào nhà xem bộ sưu tập xe của khoảng như vậy. Rồi đây, vô nhà thì cái tôi thấy cái chiếc tòa nhà đẹp quá vậy. Nhà thì chúng ta thấy có thờ Phật Bà Quan Âm với thờ ông Quan Công ha. Còn đây là để em mở kênh YouTube anh em coi hả? Mở suốt vậy đó. Dạ. Hai kênh luôn. Ê, có cái cương để làm gì không nè? Phải không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, ổng có theo dõi tôi quý vị ơi. Quá trời đất luôn. Rồi đây thì Tiết Cương thấy có chiếc siêu xì bo. Chiếc này đời 2000 hả? Dạ. Sườn rốc zin ha. Dạ, dữ dằn luôn. Ủa em chơi cái bộ sơn trong dĩa hả? Dạ. Mới thay đây khoảng chừng tháng à. Nhiêu? Như 630 hay gì á. Sao rẻ vậy? Chắc cũng hàng thường anh em nghĩ. Nhưng mà nó nhái theo cái phong cách zin đúng không? Dạ đúng rồi, nó làm đặt cho đúng rồi, làm trong zin đó quý vị. Xe của anh cũng chưa có thay bộ này luôn á, dạ. Bộ cũ hồi xưa nhưng mà chắc bữa nào mà đi mòn cũng thay thử thôi, nhưng mà xe anh có chạy đâu mà hai. Dạ. Xe anh toàn là chùm mền thôi. Này là tháng 8 201 hả? Dạ. Nó là vô giữa. Ừ. Còn tem gấp luôn này, quá dữ luôn. Chiếc này em sưu tập lâu chưa? Cái này là nếu tính ra đó là em mua hồi năm 2008 gần cuối đầu 2009. Vậy là chiếc này mua lâu lắm rồi. Dạ. Vậy là cũng mua một lượt chiếc Shiba anh luôn á. Ủa vậy hả? Shiba anh thì mua thua em năm em mua 2010. Dạ. Đúng ra con này em không mua đó anh. Sao vậy? Nó có chuyện một tiếu tiếu. Sao? Thời điểm này, thời điểm mà anh biết chắc cái thời điểm mà Exeter á. Biết bốn số mà nó ra đó à, lúc đó chưa có con phải không, hay là có con rồi? Có con rồi anh, có con 2010 nhưng nhất là như hai mười mới có anh. Con à, ừ. Thì nó ra thời điểm là cũng 30 á, 38-39 gì còn đó đó, đúng rồi, nó dữ lắm á. Dạ. Cái em lưỡng lự em muốn mua cái đó đó, tại vì nó hiện đại này, nó cắt nước này kia thời điểm nó. Ừ. Cái bà xã em cũng chịu thích xì bò, ba triệu mua xì bò, trời ơi. Cái em cũng một đem anh suy nghĩ cái thôi kệ đi, vợ mình thôi kệ, mua tới giờ. Dạ. Nhưng mà chính là thằng đúng là quý vị thấy không, nghe lời vợ lúc nào cũng sáng suốt đúng không? Thưởng quá đúng luôn, quá đúng đó, mua tới giờ luôn anh. Mà lúc đó mua con này nhiêu?
cũng 40 à. Sao rẻ vậy? Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vậy là em mua là cuối 2009 đầu 2010 á. Mới giá 40. Chứ còn anh mua cái xe đó là lúc đó là anh mua đầu 2010 là anh hỏi giá. Dạ. Mà cuối anh mới có tiền anh mua là đầu lúc anh hỏi giá là 40 mấy triệu. À đã, đã. Nhưng đã, mà tới lúc anh mua á là nó đã đổ lên 70 rồi. Có nghĩa là cuối năm 2010 nó đã lên giá rồi, nó lên theo thời gian của liền. Nó có nghĩa là lúc anh hỏi, lúc anh đóng phim giật chứng công manh á, cái anh hỏi xe trong tiệm mà lúc đó người ta báo anh là 44 triệu. Yeah. Thì nó cha đóng phim xong là vừa đủ tiền mua chiếc xe luôn, đóng xong ra hỏi 70 và bù thêm 25 triệu. Em cũng mua chậm chắc, em cũng mua nó cũng lên nữa. Thành ra chiếc này bây giờ độ lên mấy trăm triệu vậy. Và chiếc em thì bây giờ cho dù có giữ gìn cẩn thận và đẹp cách mấy thì nó cũng khoảng chừng 40-50 triệu à. Bởi vì mua này nó sáng xuống ha. Chiếc xe này đó em mua ở đâu? Em mua gần em này nè, nó cũng ở trên xe đó anh. Nó nhiều quá để rồi. Trời ơi, đã quý vị ơi, bản số 62 Long An nè quý vị. 59K100062. Em ra 4-5 số này là đầu 2010 em. Đúng rồi, đúng rồi. 2010 em cũng chạy thời gian cái thấy từ mới ra 5 số đó. Giờ em đăng ký trong ngày, lấy trong ngày luôn. Thì anh của anh là 51T100757. Cái bài cũng như cứ qua tuần đó anh. Hả? Cũng qua cái tuần đó. Thì qua rồi thì đó thì nó đại ý là của em là 00062. Là nó đầu 2010. Của anh là 00057. Đó, của em K còn của anh T là quận nhất. Đó, thì quý vị thấy chiếc xe này nhờ bạn Cường may mắn nghe lời bà xã. Đó, cho nên đã giữ được thằng Sushibo này quá đẹp luôn. Xe này chất zin nó còn quá dữ quý vị ơi, nói không? Đó, ba kim nè, quá dữ rồi, xe đẹp. Và chiếc xe này em ít đi lắm nha, để thuốc anh. Nhưng mà lúc mới mua hồi xưa có đi. À, để mua thì em lấy đi, em đi làm, đi cài anh. Vậy hả? Đâu biết đâu. Rồi uổng vậy. Cài như cả chừng cũng khoảng 4-5 năm á anh. Đi cài không hả? Dạ, em cũng lên áo đen, đầu dẹp gì. Làm tùm lum á. Nói chung làm nhà ngoài cho nó hầm hố thôi, chứ không có đụng chạm gì hết. Máy zin mà chạy ngon lắm. Cái xe này cái yên đẹp quá hả? Cái này bọc lại anh. Mà sao cái này đẹp vậy? Dạ. Mặt rất là nhanh. Chịu vô, cứng quá rồi. Đó. Đế zin. Dạ. Mà da yên bọc hả? Da yên zin, nhưng mà bọc lại cái nệm à. Bởi nó sao cái da đẹp quá trời nhưng mà thay cái ở trong nó dạ, nó bị xẹp quá không? Xẹp quá rồi, nó đụng luôn cái khung. Ừ. Xe anh được cái mút còn đẹp nha. Cái mút xe anh là nó còn vuông luôn á. Cái mút tùy xe. Thì nói anh là em ở đi kiếm cơm mà. Ừ. Chạy miết là Bình Dương Long An. Giờ thấy ổn quá hả? Cái em mới thấy nó xong mà giá trị nó tự nhiên đưa được quá. Cái em mới cho về lại. Thôi tí cương đặt máy thử xe là còn nổ không cái gì. Nếu em thấy không, xe chiên đạp cái nổ gì thấy không? Kiếm được chiếc xe đợi cái này đầu mấy số hành. Ừ. Nó là 44 đầu quá hả? Đó, kiếm được chiếc gì còn đẹp thì vẫn hiếm quý vị, đa số nó nằm ngoài những cái cửa hàng dealer đây, hoặc là những người mà gọi như không có tiền không sưu tầm. Chứ còn này xe này là của Cường mua cách đây là mười mấy năm rồi đó. Trời, quá đẹp. Ủa mất cặp kiến hả? À, chỗ đó không có kiến anh. Dạ. Xe này là em mua là nó không, chủ nhân là cũng không có kiến luôn. Có kiến à? Kiến thì giờ nó bán hàng mới nhiều. Em có cặp hàng mới nhưng không muốn gắn. Mua để đó phải không? Để đó. Để em có gắn á, gắn để đi luôn. Đúng rồi, để gắn cho nó đẹp. Gắn trưng bày. Xe đúng rồi, kiểu như bây giờ xe này giờ là trưng bày hết, chạy ủ gì ơi. Đó. Giờ nó là hàng học cổ, hàng hiếm rồi. Đó.
quá đẹp chiếc xe. Rồi, rất là chúc mừng bạn Cường còn giữ được một con xe đầu 44 rất là đẹp. Và đây, qua đây thì chúng ta thấy bộ sưu tập mô tô của anh Cường này có, để tôi coi chiếc này chiếc gì đây. Chiếc này CB. Ủa này BM hả? BM mà tôi Cường tưởng CB, quá sai. Cái này cái gì đây? Giờ Z. Này BM toàn đi BM không à. Này Abdila này gửi dữ dằn không? Đó. Này Monkey xì bo đó. Á à, bên ba cũng thưởng nè. Chín này 946 hả? Rồi. Rồi bây giờ qua chiếc 67 này Ngọc Thưởng leo lên ngồi thử coi được không? À, Ngọc Thưởng sẽ làm người mẫu để chạy chiếc xe này. Được anh. Xe người ta kỹ lắm Ngọc Thưởng. Thưởng leo tới không? Đây là người mẫu xe chân ngắn thưa quý vị. Đó. Chống tới không Thưởng? Hơi nhón xíu hả? Hơi nhón xíu không? Nhưng mà ngồi xe này cảm giác sao? Xe này hồi xưa vậy hả? Xe này hồi xưa ba em có không Thưởng? Có. Ba em có không? Ba em bán rồi. Nhưng mà lúc đó ba em chạy chiếc này là lúc đó em đẻ chưa? Lúc đó là em còn nhỏ xíu rồi đâu biết đâu. Nhưng mà em có ngồi xe này chưa? Có. Ngồi đâu? Ngồi ở bên sau mẹ. Không có ngồi bên xăng hả? Không. À vậy là chở của mình em đi phải không? Vậy là Ngọc Thưởng đã từng... Cái yên là cái yên sắt chứ không phải yên niệm. Sao kỳ vậy? Sao yên sắt được, em lộn chiếc xe cúp á. Em lộn á, trời làm gì xe 67 mà yên sắt. Thì chán mà Thưởng quá. Thôi chuyển qua làm camera man đi. Trời ơi, bởi vì view 67 mà bà nói 67 yên sắt. Bó tay luôn. Em lộn chiếc cúp 80 á. Ờ lộn chiếc cúp rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review chiếc xe 67 của Văn Cường. Thì thưa quý vị, xe 67 này là nó là quyền thoại rồi, thì nhà Cường thì rất là Cường rất là dữ dằn, có hai quyền thoại, một chiếc xì bo và một chiếc 67 là coi những quyền thoại của dành cho thanh niên lứa tuổi ngày xưa lớn lên. Và chiếc 67 là một trong những chiếc xe mà người Nhật họ chế biến ra là nó gọi như là hoàn thiện và hoàn chỉnh nhất, đến nỗi mà sau này có một câu chuyện hy hữu là không biết có thật không, hay người ta bịa là một kỹ sư Nhật qua Việt Nam sau 1975 và thấy người Việt vẫn còn chạy chiếc xe này, thậm chí làm xe kéo xe lôi, thì họ mới phát biểu một câu là hãng Honda sai lầm nhất là chế tạo chiếc xe 67, bởi vì cái chiếc xe này nó quá bền, khi mà đã chạy nó rồi thì người ta không thể nào đổi chiếc xe khác. Và cái máy của chiếc xe 67 đặc biệt là họ chế tạo rất là hay, cho dù những đời 50S khác cho 68, 69, 70, 71, 72 như thế nào đi nữa thì cái máy cũng không thể nào có thể tròn và chạy ngon như 67, cũng giống như xì bo thưa quý vị. Có những cái đời sau này thì có không thể tròn bằng đời 99, ví dụ vậy đó. Thì chiếc 67 này nó là quyền thoại và Thiết Cương đã từng review rất là nhiều, và quý vị biết từng giá trị của món đồ trên xe nó rất là mắc đó. Và chiếc xe của Cường thì Thiết Cương thấy là chiếc này Cường cũng nhìn nó cũng cái chất zin nó còn rất là đẹp, và chắc chắn là phải có gọi là vô đồ quý vị, tại vì chiếc 67 nó lâu đời quá rồi. Bây giờ mình muốn xe đẹp là mình phải vô một số, ví dụ như cái xe mình cái tay thắng này nó chưa được đẹp, nó bị chày hay là cái dè trước nó bị xét mà mình thấy không có liền xe, mình phải ráng bung tiền để mình vô cho xe liền lạc đó. Và chiếc 67 này em mua được mấy năm rồi Cường? Có được gần 4 năm anh. 4 năm dạ. Không? Và cũng tốn mớ vô nó rồi đó. Cũng bộn anh. Bộn á, dạ. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị nào có những chiếc xe 67 nhớ giữ gìn cẩn thận nha quý vị. Bởi vì nó là coi như là nó giờ nó là đồ cổ vật và nó là tài sản vô giá. Và đặc biệt chiếc xe này thì tôi cứ thấy những cái phụ tùng trên xe nó liền lạc cùng với thời gian, nó cũ cũ đều đều đó. Chứ bây giờ mình vô một cái món đồ mà mới quá thì nó sẽ lệch xe. Và chính ra chiếc 67 này hồi đó tôi cũng mê lắm quý vị. Ghé tôi ngồi thấy ghét không? Ngồi dẫn dẫn ra đây. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay tới giao lưu với bạn và chiếc cương đã được
chiêm ngưỡng hai siêu phẩm, một chiếc xì bo và một chiếc C67. À, và bạn Cường còn chiếc xe nào để giới thiệu cho Tiết Cương với diễn giả không? Từ Sài Gòn ở đây xa quá, qua Bình Phong. Trời ơi, chưa hết, ông chỉ qua kho rồi. Rồi, như vậy mọi người xem tiếp phần 2, Tiết Cương và Cường sẽ đột nhập kho của bạn Cường sẽ có những xe gì nhé. Xin chào.